Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Chữa Lành Tự Nhiên. Tuần trước thì Hằng có làm một video về vấn đề bấm huyệt và cái cách mà chúng ta tác động lên cái vùng đồng ứng để trị cái chứng bệnh đó là đau khớp vai hay là viêm quanh khớp vai. Quý vị có thể là xem video trong cái link ở bên dưới phần bình luận. Hằng sẽ để link ở dưới đó để quý vị có thể là tiện theo dõi. Tuần này thì Hằng xin chia sẻ thêm tới quý vị một số những cái bài tập bổ sung để chúng ta nâng cao thêm cái hiệu quả trị liệu cho chứng bệnh này tại nhà cho quý vị. Bài tập này thì sẽ giúp chúng ta thả lỏng cái phần cơ và giãn cái cơ, hỗ trợ cực kỳ là tốt đối với cái trường hợp đó là bị đau khớp vai này hay là bị viêm ở xung quanh cái khớp vai này. Kính mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài tập ngay sau đây nha. Động tác thứ nhất là tư thế thì quý vị sẽ đứng thẳng, hai chân chúng ta rộng bằng vai. Chúng ta sẽ đưa cái tay trái về phía trước như thế này, song song với mặt đất. Sau đó là quý vị sẽ đưa cái tay phải vòng ra phía sau này. Đó, vòng ra bên ngoài của cái cánh tay trái này nhá. Cái mu bàn tay của chúng ta sẽ đặt vào cái vị trí của cái khớp khuỷu tay ấy, của cái ngón tay của cái cánh tay trái. Đồng thời quý vị tiến hành kéo giãn ra. Đó, kéo giãn về bên này. Quý vị lưu ý là chúng ta sẽ không xoay người nhá. Người quý vị vẫn ở cái tư thế thẳng nhìn về phía trước này. Chúng ta chỉ đẩy cái tay thôi, chúng ta dùng cái lực của tay phải chúng ta đẩy cái tay trái ra. Và cái động tác này thì sẽ có cái tác dụng là làm giãn các phần cơ này ở phần phía sau của cái cơ delta ấy. Cái tay trái của chúng ta nhá, chúng ta phải để thẳng và không được cái khớp khuỷu như thế này, chúng ta phải để thẳng này. Đó. Cái phần tay trái chúng ta không gấp khuỷu lại. Quý vị nên nhớ là chúng ta sẽ để thẳng này nhá. Quý vị đẩy tới mức mà tối đa có thể. Đó. Sau đó là chúng ta sẽ giữ lại 3 đến 5 giây. Sau đó quý vị từ từ trở về cái vị trí ban đầu. Khi mà chúng ta đẩy tay sang bên ấy, thì quý vị thở mạnh ra. Còn khi quý vị trở về cái vị trí ban đầu thì chúng ta hít sâu vào. Khi mà về được cái vị trí ban đầu này thì quý vị sẽ thả lỏng hạ tay xuống và thả lỏng cái cánh tay và thả lỏng các khớp vai ra. Bài tập này thì quý vị thực hiện 10 đến 15 lần cả hai bên tay. Sau khi thực hiện xong bên tay trái thì quý vị sẽ chuyển sang tập ở bên tay phải. Tay phải quý vị giơ thẳng ngang ra này, song song với mặt đất. Bên tay trái chúng ta luồn ra bên ngoài của bàn tay này và đồng thời quý vị kéo đẩy. Đó, đẩy cái cánh tay phải sang bên, kéo căng cái phần cơ ở bên cơ vai này ra này. Quý vị giữ nguyên cái tư thế này 5 giây. 1 2 3 4 5. Đó, sau đó quý vị thả tay về cái vị trí ban đầu, từ từ chúng ta đưa về cái vị trí ban đầu và quý vị thả lỏng cái khớp vai hai bên này ra. Nghỉ độ 2 đến 3 giây thì chúng ta lại tiếp tục thực hiện lần tiếp theo và cứ làm như vậy 10 đến 15 lần. Đối với những người mà họ đang bị đau cái khớp vai ấy, thì quý vị thực hiện cái bài tập này cũng khá là đau. Bài tập này quý vị cần phải làm từ từ và kéo giãn tới cái mức mà quý vị còn trong cái khả năng mà quý vị chịu đựng được. Còn đối với những người mà không bị đau khớp vai thì chúng ta có thể là tập cái bài này để chúng ta phòng ngừa cái tình trạng là viêm khớp vai hay là viêm xung quanh cái khớp vai này. Với cái động tác kéo giãn cơ vai này ý, khi mà chúng ta kéo như thế này này, đó thì quý vị sẽ cảm thấy khá là đau ở cái vùng khớp vai này. Đặc biệt là những người mà đang bị viêm ở xung quanh khớp vai thì nó rất là đau. Mức độ càng đau thì chứng tỏ là cái cơ này của quý vị này, cái cơ ở vùng xung quanh vai này của quý vị nó đang bị co cứng càng lâu ngày. Và khi mà chúng ta kéo giãn được ra thì nó đau là chuyện hết sức bình thường, đúng không ạ? Tuy nhiên thì quý vị không cần cố quá sức. Chúng ta cứ kéo chúng ta cứ kéo giãn cho tới cái mức độ mà quý vị có thể là chịu đựng được. Dần dần thì cái cơ của chúng ta nó sẽ được giãn và thả lỏng ra. Và lần sau thì quý vị tập nó sẽ không còn đau nữa. Động tác thứ hai là quý vị vẫn đứng ở cái tư thế là chúng ta sẽ đứng thẳng người này, hai chân chúng ta để dang rộng bằng vai. Quý vị lấy cái tay, giả dụ như là cái tay phải này của Hằng đang bị đau chẳng hạn. Đó, chúng ta sẽ đặt cái tay phải này, cái bàn tay phải chúng ta đặt lên cái đỉnh của vai trái ở vị trí huyệt kiên tỉnh ấy. Đây là vị trí huyệt kiên tỉnh đúng không ạ? Chúng ta đặt lên đây và cái cẳng tay của chúng ta sẽ áp sát vào ngực. Tay còn lại, tức là cái tay trái này, quý vị sẽ đặt vào cái vị trí cùi chỏ này nhá. Đó, và tiến hành chúng ta đẩy lên. Lưu ý là trong cái quá trình mà quý vị đẩy cẳng tay của cái tay phải lên này áp, thì cái tay phải của chúng ta ấy, nó vẫn phải cứ áp sát vào ngực. Chúng ta không được nhấc lên khỏi như thế này. Đó, không được nhấc rời khỏi ngực mà chúng ta phải áp sát vào ngực như này. Và tay trái chúng ta đẩy từ từ lên tới cái mức mà chịu đựng cho phép. Dừng lại ở cái tư thế này.
Ví dụ đây là cái mức hết sức của Hằng rồi. Đó, thì chúng ta sẽ dừng lại ở cái tư thế này. Chúng ta hít thở đều trong 5 giây. 1, 2, 3, 4, 5. Sau đó quý vị từ từ chúng ta trở về vị trí ban đầu. Khi mà về cái tư thế ban đầu thì quý vị thả lỏng hai cái vai này ra này, và cái cẳng tay của chúng ta sẽ buông thõng xuống để cho cái cơ và cái khớp vai nó được nghỉ ngơi. Quý vị đổi bên và làm tương tự, chúng ta đặt tay trái lên vai phải này. Sau đó là chúng ta dùng cái bàn tay trái đặt ở cái cùi chỏ của chúng ta, đẩy cái tay trái lên. Đó, giữ ở đây 5 giây. 1, 2, 3, 4, 5. Bài tập này thì nó sẽ giúp chúng ta làm giãn các cái phần cơ mà xung quanh vai và cái cơ bả vai của chúng ta này. Quý vị về cái tư thế ban đầu và chúng ta thả lỏng vai ra. Cứ làm như vậy từ 10 đến 15 lần. Động tác thứ 3 là quý vị sẽ đưa cái tay trái này chúng ta vòng qua đầu nhá, vòng sau đầu này. Và quý vị dùng cái tay phải chúng ta nắm lấy cái bàn tay trái này và kéo xuống phía dưới. Đó, kéo căng ra, căng cái phần vùng này này. Cái vùng này của chúng ta sẽ được kéo căng ra. Quý vị giữ tại cái tư thế này 5 giây. 1, 2, 3, 4, 5. Chúng ta về cái vị trí ban đầu. Lưu ý là đối với cái động tác này thì khi mà quý vị kéo như vậy thì cái lưng của chúng ta nó không được cong theo cái động tác, mà chúng ta phải giữ thẳng lưng. Và chúng ta sẽ kéo từ từ đến cái mức độ mà đau có thể là chịu đựng được. Quý vị hít thở đều trong cái quá trình tập. Sau đó quý vị làm tương tự với cái tay còn lại. Chúng ta đặt tay phải vòng xa đầu đúng không ạ? Bàn tay trái này chúng ta nắm vào bên tay phải này và quý vị kéo căng. Đó, kéo căng ra. Nhớ là cái lưng của chúng ta vẫn thẳng về phía trước nhé. Chúng ta không nghiêng theo động tác như này mà chúng ta vẫn phải thẳng người. Quý vị kéo thẳng ra như này. Giữ 5 giây rồi sau đó quý vị về cái tư thế ban đầu. Bài tập này thì nó có cái tác dụng là làm giãn những cái phần cơ ở xung quanh vai này của chúng ta này, giảm cái sự co cứng cơ và giảm những cái sự chèn ép cái dây thần kinh và giảm đau cho các bệnh nhân. Bài tập này chúng ta cũng thực hiện từ 10 đến 15 lần cho mỗi bên. Quý vị lưu ý là khi mà quý vị dùng tay ấy, chúng ta kéo như thế này, chúng ta kéo từ từ nhé. Quý vị tránh là cái việc là chúng ta kéo quá nhanh hoặc là quá mạnh thì nó sẽ làm gây ra cái phần chấn thương cho cái vùng cơ của chúng ta. Và nếu như mà quý vị tập mà chúng ta cảm thấy đau nhói hay là đau mạnh hơn thì quý vị sẽ nên giảm cái lực kéo đi và sau đó chúng ta thả lỏng cơ ra. Động tác thứ tư là động tác vắt chéo hai tay. Quý vị sẽ đưa tay trái vòng ra phía sau lưng và hướng lên trên. Tay phải thì chúng ta vòng lên trên và hướng xuống dưới. Đó, sau đó là quý vị nắm hai cái bàn tay lại với nhau như thế này. Đây, chúng ta nắm hai bàn tay lại với nhau. Và sau đó quý vị giữ 5 giây. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi quý vị từ từ trở về vị trí ban đầu. Bài tập này thì chắc chắn là khó tập với những người mà đang bị đau khớp vai. Quý vị có thể là vòng tay ra phía sau và chạm hai cái bàn tay với nhau gần nhất có thể thôi. Chúng ta không nhất thiết là quý vị phải bắt buộc phải móc được hai cái tay vào với nhau. Bởi vì cái mục đích là chúng ta sẽ kéo giãn hai cái vùng cơ ấy ở phần xung quanh cái khớp vai này của quý vị. Nếu như quý vị đang bị đau thì cái động tác này cũng khá là khó. Thì chúng ta nên tập từ từ và không quá cố ép mình. Quý vị đổi vị trí hai bàn tay và làm lại tương tự. Tay phải chúng ta vòng ra phía sau ở từ dưới lên. Và tay trái chúng ta vòng từ trên xuống và móc hai tay lại với nhau. Sau đó là quý vị giữ ở cái tư thế căng nhất có thể này. Chúng ta giữ 5 giây. 1, 2, 3, 4, 5. Sau đó quý vị thả tay ra và về cái tư thế ban đầu. Quý vị lưu ý là khi mà chúng ta giãn cơ thì chúng ta sẽ thở mạnh ra. Còn khi trở về cái tư thế ban đầu thì quý vị hít sâu vào. Và quý vị làm cái động tác này từ 10 đến 15 lần cho mỗi bên. Động tác thứ 5 là chúng ta sẽ đưa tay trái thẳng lên. Đó, sau chúng ta gấp về phía sau như thế này. Cái cùi chỏ của chúng ta sẽ hướng lên trên nhá. Đó, thẳng phần thẳng cái cẳng tay của chúng ta thì lại gấp xuống dưới. Tay phải quý vị sẽ đặt lên cái cùi chỏ này của tay trái này. Sau đó quý vị đẩy thẳng xuống sao cho giãn cái vùng cơ ở xung quanh vai này của chúng ta nhá. Đẩy thẳng xuống như thế này. Đó, quý vị giữ ở cái tư thế này 5 giây. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi quý vị thả tay ra và về vị trí ban đầu. Quý vị làm tương tự bên tay phải. Chúng ta để gấp cái tay đằng sau này và cái cùi chỏ của chúng ta hướng lên trời đúng không ạ? Đó, thẳng tay, thẳng cái cẳng tay này. Và quý vị lấy tay trái chúng ta đẩy, đẩy ra phía sau để làm căng cái vùng cơ vai này ra này. 1, 2, 3, 4, 5. Quý vị về cái tư thế ban đầu.
Quý vị cũng thực hiện cái động tác này từ 10 đến 15 lần cho mỗi bên. Trên đây là 5 cái động tác thuộc nhóm động tác giúp thả lỏng cơ và giãn cơ vai, giúp chúng ta phòng và điều trị cái chứng bệnh đó là viêm quanh khớp vai và đau khớp vai. Hy vọng rằng kết hợp với phương pháp bấm huyệt cùng với 5 bài tập này thì sẽ giúp cho quý vị trị được dứt điểm cái chứng đau viêm quanh khớp vai. Kính chúc quý vị áp dụng thành công, và nếu như mà quý vị thấy cái video này hay thì đừng quên là chia sẻ cho người khác cùng biết nhé. Hằng xin cảm ơn và bây giờ kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo.